Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lập Xuống Tuyết Kỳ. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình đã dời nút play YouTube từ vị trí ngoài làng của mình ấy sang giữa cái hồ, ngay vị trí của cái chỗ câu cá lúc trước ấy, để mình có thể có thêm không gian ở bên trong ngôi làng. Và sắp tới mình sẽ xây dựng thêm nha. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ xây một cái thứ không ở dưới đất đâu, nó sẽ xây ở trên trời ấy. Đó chính là một cái máy bay nha các bạn. Và vật liệu để chúng ta có thể xây được một cái máy bay thì khá là đơn giản thôi, đó chính là những cái thạch anh ấy. Và thạch anh thì mình còn khá từ cái lúc mà mình xây cái ngọn hái đăng này. Giờ mình sẽ lấy ra một ít nha. Mình sẽ lấy ra khoảng 3 stack đi, khoảng 3 stack thôi. Rồi cắt bớt vô đây nè. Ngoài thạch anh thì chúng ta cần mang theo một cái cánh cứng, tại vì khi làm việc ở trên cao ấy thì rất là dễ bị rơi xuống luôn, thành ra phải có cánh cứng để bay lên lại các bạn ơi. Và mình sẽ sử dụng những cái dàn giáo này để chúng ta có thể di chuyển lên xuống dễ dàng hơn nha. Ngoài ra thì mình cần phải mang thêm một ít cái mạng nhện này, một ít cái tường đá này, cũng như là len nha. Len thì mình sẽ lấy len màu trắng đi, cũng như là những cái tấm thảm màu trắng luôn. Không thể thiếu đó chính là cửa sổ. Và cửa sổ thì mình sẽ sử dụng những cái tấm thủy tinh đen cũng như là thủy tinh đen nha các bạn. Tầm này cũng khá là đủ cái vật liệu xây dựng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trèo lên trên và bắt đầu xây nha. Và cái khu để mình xây là tầm này này. Tại vì mình muốn sau khi mình mở cửa ra mỗi buổi sáng ấy, thì mình có thể ngước lên trên và có thể nhìn thấy cái máy bay ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đặt những cái dàn giáo này lên tiếp trên kia nha các bạn, khoảng 100-200 block VA. Rồi giờ thì bắt đầu trèo lên trên thôi. Cái này chắc khá là cao đây. Bây giờ hết nghe tiếng đặt dàn giáo rồi nè. Để mình thử đặt hết cái này coi nó cao tới tầm nào nha. Nó cao chưa kìa. Ui, một hồi nó rớt xuống, một hồi mình đập mấy cái dàn giáo này nó rớt xuống chắc nhìn đẹp lắm luôn ấy. Tại vì mấy cái hiệu ứng mà khi dàn giáo rớt xuống nhìn rất là đẹp luôn ấy các bạn ơi. Cao chưa kìa. Rồi giờ mình sẽ đặt thêm khoảng một stack nữa đi. Càng cao càng tốt các bạn ơi. Cái này chắc mình sẽ xây nó ngang ngang mây luôn á. Rồi, cố lên, còn có mấy chục cái nữa thôi. Rồi. Nó cao kìa. Qua wow. Hình như mình hết thấy luôn rồi kìa, nó cao tít một chỏn kìa các bạn ơi. Ui, giờ chắc mình sẽ bay lên đi, giờ trèo chắc biết chừng nào mà tới. Rồi, giờ mình sẽ mặc cái cánh vào và chúng ta bay lên trọn nha. Đây, gắn cái cánh vào nè. Rồi, chuẩn bị bay lên thôi. Phiêu, ui, không có chớn, để mình kiếm cái chỗ nào cao cao. Đây, chỗ này đi, bay. Phiêu, ui, nó cao quá à. Ui, cao cực kỳ luôn á các bạn ơi. Ui, có cao quá không, chắc mình sẽ giảm độ cao xuống à. Ok, để mình thử bay cao tiếp trên đây coi. Ui, nó cao. Ui. Giờ mình sẽ thử bám vô đây. No. Khó quá à. Giờ mình phải lấy một cái dàn giáo cho mình đặt ra các bạn ơi, chứ giờ cao quá rồi. Đu được rồi. Đu vô được rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đập bớt, cao quá rồi. Nhìn đẹp chưa kìa. Rồi giờ đi xuống thấp một xíu, tại vì nhiều khi cao quá thì mình vẫn không có thấy được đâu các bạn ơi. Tầm này được chưa ta? Thấp xuống xíu rồi đi. Mố chi làm cao quá trời. Rồi tầm này được rồi nè. Mình sẽ xây ra cái sàn khoảng 5 ô về một hướng đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. Tầm này là khá là ổn rồi đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt những cái vật liệu xuống nha. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo một ít cái slab trước cái đã. Slab bằng cái thạch anh ấy các bạn ơi, 36 cái. Rồi tầm này là khá ổn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái dấu cộng trước nha. Đây mình sẽ đặt một khối ở đây nè. Ở đây cũng như là ở trên đây. Ui, làm gì thì không được. Giờ mình sẽ xây cao lên một xíu luôn đi. Tại vì ở trên cao mà mình không khó mà đi xuống dưới được các bạn ơi. Thành ra lỡ xây thì xây cho nó cao cao một xíu nha. Mình sẽ đi ra bên đây một ô nè. Ra bên đây một ô và lên như thế này. Chúng ta sẽ được một hình giống như là dấu cộng vậy đó. Rồi sau đó mình sẽ đặt những cái khối ở phía dưới nha. Đây, cái khối ở phía dưới như thế này nè. Cái này là cách ra khoảng nhiêu nhờ. Cái này chắc mình làm số lẻ luôn á, khoảng 9 hoặc là 11 đi các bạn ơi, để cho nó dài dài một xíu nha. 1 này, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7. Đọc các bạn chế tạo ra. 8, 9, 10, 11. Ok, chắc 11 ô đi. 11 ô có bự quá không ta? Mà thôi đi, càng bự càng tốt các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đập tạm cái ô này ra nè. Và phía dưới này để cho nó đẹp hơn chắc mình sẽ đổi một xíu nha. Mình sẽ đập một cái. Ui, mình đập nhầm cái dàn giáo các bạn ơi. Nó thấy chưa, các bạn thấy xây ở trên cao nguy hiểm chưa? Phải đó, mình không có cánh là mình ngỡ mất tiêu rồi đó. Rồi. Giờ mình sẽ đập cẩn thận lại một xíu nè. Đập một cái thôi. Đó, đặt ra. Phải đi ra như vậy.
Và cái này mình sẽ đập ra nè, gắn vào đây là một cái slab nha. Một cái slab ngay vị trí này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đặt tiếp là những cái khối thôi như bình thường ấy các bạn ơi. Rồi sau đó kéo dài về phía sau ấy. Đây mình sẽ kéo dài về phía tiếp ở phía sau luôn nha. Đây, đây, đây và ở bên đây nữa. Sau đó mình sẽ bắt đầu chia những cái khung cửa sổ là vừa rồi đó. Tại vì ở đây mình vẫn muốn có cửa sổ nha các bạn. Đó. Ui ui. Ui làm xây đây sợ quá à. Sợ thiệt luôn á. Rồi. Ngay vị trí này chắc mình sẽ ốp vào những cái tấm cái khối kính đi các bạn ơi. Đây. Một xíu chắc mình sẽ trang trí thêm á. Ở đây mình muốn gắn vào đó là một cái đồ redstone ấy để giống như là cái chỗ lái vậy đó các bạn ơi. Giờ trời cũng gần tối rồi, chắc mình sẽ xuống dưới ngủ một cái rồi mình bay lên rồi chúng ta xây tiếp nha các bạn. Rồi ok, giờ bay lên trên lại thôi các bạn ơi. Xây cái này nó vượt quá tầm mây luôn rồi nè, cao ghê luôn á. Ủa, mình không ngờ nó lại cao như vậy nhưng mà không sao đâu, càng cao càng đẹp các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ cho cái này nó dài ra một xíu đi, để ở đây mình có thể đặt vào một cái slab ấy các bạn ơi. Đó, slab ở vị trí này nè, một cái cầu thang ở đây cũng như là ở bên đây. Đó, tầm này là ổn rồi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải kéo dài về hai bên nữa. Giờ mình sẽ bắt đầu chia những cái khung cửa sổ nha. Ở đây mình sẽ xen vào là những cái khối này, khối, 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 khối và những cái cửa sổ thôi. 1 này, 2, 3, 4 và 5 cái cửa sổ nha. Rồi tương tự ở mặt bên đây cũng có 5 cái cửa sổ luôn. 2 nè, 3 nè, 4 và 5. Đấy, cái này đặt sai rồi, mình sẽ dùng cái cúp mềm mại để lấy lại nha. Rồi sau đó gắn tiếp vào những cái khối tạch anh là xong cái phần cửa sổ rồi đó. Bây giờ mình sẽ kính này chắc mình sẽ ốp ở tới đây thôi nha. Tiếp theo chắc mình sẽ ốp những cái slab đi các bạn ơi. Ở đây mình còn một ít cái slab thạch anh nè, mình sẽ ốp mấy slab thạch anh vào ngay vị trí này đập ra. Ở đây mình có thể gắn vào những tấm thảm đi để che bớt cái phần kính ở phía trên á. Đây gắn một vài tấm thảm ở đây nha, kéo dài ở hai bên luôn nha các bạn. Mình gần hết rồi, chắc mình phải chế tạo thêm rồi đó. Ui mình thiếu hai cái. Đây vừa đủ luôn nha. Rồi kéo thạch anh ra tít ấn sau. Vậy là chúng ta đã xong được cái phần thân của máy bay rồi. Công đoạn tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần đuôi nha. Tại vì mấy máy bay hiện tại ấy, thì nó có phần đuôi này và hai phần cánh các bạn ơi. Rồi chúng ta đã có đường mặt trước rồi đó. Và bên đây để mình trang trí thêm một xíu cái đã. Nhìn nó còn hơi đơn sơ các bạn ơi. Ở phía dưới chắc mình sẽ gắn thêm một cái slab hay sao á để cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Nhưng mà giờ làm trước cái phần đuôi cái đã. Nhưng mà ở đây mình hơi sợ một xíu. Nó cao lắm luôn á. Không biết mình còn đặt thêm block được nữa không ta. Để mình thử đập block các bạn ơi. Ui đập block được, đập block được. À được được được. Gắn dàn giáo nè. Rồi đi ra. Đấy. Ăn gian một xíu. Đấy phải đặt block, nếu không thôi là cái dàn giáo nó không có đủ tầm để gắn qua bên đây đâu. Rồi sau đó mình sẽ nối phần đuôi lên nha. Phần đuôi thì chắc mình sẽ sử dụng một khối đi. Khối hay cái cầu thang ta. Mình nghĩ dùng cầu thang thì sẽ đẹp á. Chắc dùng cầu thang ở đây đi để cho nó có một xíu độ cong lên đấy các bạn ơi. Rồi sau đó đặt khối nè. Khói, khói ở đây, ở đây. Ui, giờ đi ra ngoài một xíu nữa. Và ở bên đây. Vậy là chúng ta đã xong phần đuôi rồi. Và ở đây để cho đẹp hơn thì chắc mình sẽ gắn thêm một cái cầu thang nữa nha. Cho nó úp ngược xuống nha các bạn, úp như bình thường thôi, như thế này. Đấy, một xíu nữa. À không, các bạn để ý là ở cái phần đuôi nó có hai phần hướng ra bên ngoài giống như cái cánh mini vậy. Đó, mình sẽ làm thêm cái phần cánh mini ở vị trí dưới này được không ta? Ồ, vị trí này cũng khá ổn nè. Được, được, được. Rồi, vậy mình sẽ làm cái phần cánh mini ở vị trí là ở trên cái cầu thang nha. Đây, bên đây ghê vậy. Ở đây. À, đúng rồi, đúng rồi. Đặt ở đây. Đặt ở đây một cái. Đó, vậy là chúng ta đã xong phần đuôi rồi. Và ở đây để cho đẹp hơn chắc mình sẽ gắn một cái cầu thang nha, như thế này. Đó, vậy là xong phần đuôi rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái phần cánh đi nha. Ồ, phần cánh để coi nào. Phần cánh chắc mình sẽ làm cho nó dài dài một xíu đi ta. Để coi nào, cái này mình sẽ chia ra mới được. Mình sẽ chia phần cánh bắt đầu từ vị trí này đi nha. À cũng được, cũng được. Rồi giờ mình sẽ đặt phần cánh ngay vị trí này nha. Đặt slab nửa dưới nha các bạn. Mình nghĩ là nên đặt slab nửa dưới á. Rồi ở đây cũng có một cái cánh đó nè. Vậy là đều rồi. Cái cánh này thì chắc ra khoảng 5 ô trước đi. 1, 2, 3 nè, 4 này. Và 5 ô. Đó, sau đó mình sẽ bắt đầu cho nó
nó nhỏ dần hay sao ta? Tại vì mình thấy cái phần cánh nó nhỏ dần ấy các bạn ơi, như vậy thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Rồi và ở đây thì mình sẽ làm thêm một cái phần động cơ nữa. Và động cơ thì mình sẽ sử dụng nguyên một cái khối như thế này nè. À, một xíu mình sẽ trang trí sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó nhỏ lại ngay tại đây. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu ra khoảng 2 ô thôi các bạn ơi. Ra khoảng 2 ô thôi nha. Là mình sẽ bắt đầu cho nó nhỏ dần lại. Một này, hai này và tiếp tục là hai. À, vậy là chúng ta đã xong được một bên cánh rồi. Giờ mình sẽ qua bên đây và làm tương tự nha. À, ngay vị trí nào ta? Đây, ngay ô này nè. À, đặt ở đây một cái. Ui mà ở đây hết dàn giáo rồi, ngang mây nữa nhìn sợ ghê luôn á. Rồi đặt mấy cái dàn giáo ra thêm. Rồi ở đây một cái nè. 2 3 nè, 4, 5. Rồi sau đó bắt đầu lùi lại các bạn ơi. Đập này ra đi. 1 nè, 2 nè. Ui, hết slab rồi. Ok, bây giờ mình sẽ làm thêm ít cái slab mới được. Mình sẽ làm thêm ít cái slab thạch anh nè. Rồi, sau đó gắn qua đây thôi. Là chúng ta đã xong được cái phần cánh luôn rồi đó. 1, 2. Đó, đập bớt mấy dàn giáo đi. Để chúng ta có thể ốp nốt phần cánh luôn. Đập cái ô thừa này ra nè, ô này giờ hết cần rồi. Đập ra một cái. Ốp dài quá luôn. Đó. Và ở đây là phần động cơ nè. 1, 2, 3. Rồi là chúng ta đã xong phần động cơ luôn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu gắn những cái tường đá vào nha các bạn. Mình sẽ gắn tường đá. Cái ô này chắc mình sẽ cho nó dài ra phía trước luôn ấy. Đây, cho nó dài ra phía trước như thế này nha. Rồi sau đó mình sẽ gắn hai cái tường đá ở hai bên giống như là cái phần cánh gì đó. Đó, ở đây một cái nè. Ở đây một cái, tương tự ở bên kia cũng phải có luôn nha các bạn. Cái này là cái khói đi. Rồi, gắn cái khói vào và hai cái tường đá hai bên. Đấy, và bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây để chúng ta lấy một ít cái item frame nha, để chúng ta trang trí thêm. Mà ở mặt sau chắc cũng nên có đi các bạn ơi, để cho nó đẹp hơn nha. Mặt sau mình sẽ cho nó dài ra khúc nào ta? Tầm này đi. Tầm này. Đó, gắn hai cái tường đá hai bên như thế này nè. Ở đây. Đây. Đấy. Vậy là xong rồi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới đây để chúng ta có thể lấy một ít cái da bò rồi chế tạo một ít cái item frame nha. Bay. Ui. Nó cao quá rồi. Hết thấy luôn rồi, phải mây này nó đi qua mình mới thấy được cái máy bay. Ủa, mình xây máy bay cao quá rồi. Ủa, cái này phải cái này mình phải tắt mây mình mới thấy được các bạn ơi. Để mình coi còn cái góc nào mà mình thấy được không ta. À, mình phải đứng xéo bên đây mình mới thấy được cái máy bay nè. Đứng xéo hướng bên nhà thờ các bạn ơi mới thấy được máy bay. Hoặc là đợi cho những cái tảng mây bự nó bay qua rồi chúng ta mới thấy được á. Ui, thôi kệ không sao đâu, lỡ xây cao rồi, máy bay mà xây bay thấp thấp nhiều khi lại đụng mấy cái công trình của người ta nữa. Rồi, giờ mình sẽ coi còn da bò không. Đây, còn da bò nè. Mình sẽ chế tạo khoảng 3 cái item frame nha. 1, 2, 3. Và sau đó mình sẽ kiếm cái gì tròn tròn để mình gắn vào giống như là cái cánh quạt vậy đó các bạn ơi. Ở đây mình không có cái gì tròn tròn hết ta. À đây nè, bóng tuyết nè. Ui, cái bóng tuyết nó tròn tròn nhìn giống cực nè các bạn ơi. Rồi vậy mình sẽ sử dụng bóng tuyết nha. Ngoài ra thì mình sẽ lấy thêm một cái cần gạt này cũng như là một cái đồ redstone này để giống như là cái buồng lái vậy đó các bạn ơi. Cái này được không ta? Để mình thử đặt ở nhà thử coi. Đặt cái này xuống, sau đó gắn thêm một cái cần gạt. Cần gạt thì chúng ta cần đá cuội nè, cần que. Rồi được rồi nè, gắn xuống. Nhìn cũng đẹp nè. Wow, gì cũng được. Nhưng mà mình nhớ là còn một cái đồ redstone nữa. Cái đó tên gì ta? Cái này là bộ lập rồi. Cái đó để mình chế thử nha. Cái đó trang trí chắc là đẹp hơn á. Tại vì nó có tới 3 cái đuốc redstone lận. Coi nào mình còn đuốc redstone không. Ui, mình hết đuốc redstone mất tiêu rồi. Để coi cái đó có công thức như thế nào nha. Bên redstone nè, đây máy so sánh nha. Cần đá nhẵn thạch anh. Dễ. 3 cục đá nhẵn nè. Một ít thạch anh nữa. Thạch anh đâu ta? Đây, thạch anh đây, một cục thạch anh thôi. Rồi, giờ chế tạo thôi. Đây, mạch so sánh như nè. Rồi, đặt xuống. Gì nó thế đẹp hơn nè các bạn ơi. Cực kỳ giống luôn. Rồi, giờ mình sẽ sử dụng cái này nha. Đập ra. Mình đập nhầm cái miếng gỗ rồi. Đặt lại nè. Mình có thêm những cái màn nhện rồi. Tầm này là đủ đó. Giờ mình sẽ bay lên trển lại nha. Piu. Cái gì nãy mình xây cho nó thấp xíu thôi, xây cao quá à. Xây cao hơn mây mất tiêu rồi. Rồi giờ mình sẽ chắc mình sẽ làm phần khói trước đi rồi mình sẽ trang trí ở bên trong sau nha các bạn. Giờ mình sẽ làm phần khói cho cái máy bay nha. Đây mình sẽ mình không có đem theo kéo rồi, để coi mình còn kéo không đã, để một hồi mình cắt ra nữa. Đây mình có kéo luôn nè. Rồi mình sẽ đặt ở đây nè. Đó, cho nó giống khói thiệt một xíu nha. Máy bay phải ra khói các bạn ơi, bay nhanh quá mà. Rồi cái này mình sẽ đặt một block để mình có thể đặt dàn giáo ra nè.
đặt dàn giáo lên đây đó, rồi sau đó trèo ra thôi. Đấy. Có dàn giáo phiên bản này tuyệt thiệt các bạn ơi, nó mà có thể dễ dàng di chuyển ở trên cao ấy mà không sợ bị té luôn á. Rồi đặt mấy cái này ra nè. Sau đó mình sẽ cắt bớt mấy cái thừa ra đi. Như cái này thừa nè đúng không, mình sẽ cắt, à không, mình sẽ cắt bớt cái gần nhất nè, cắt bớt cái xa xa, cái này, cắt bớt cái này đó, cũng như là ở đây. Ba cục khói được không nhờ? Ba cục thì ít, chắc mình sẽ cho thêm một cục ở phía sau nữa đó, khoảng 4 cục khói đi. Vậy là chúng ta đã xong phần khói rồi, giờ mình sẽ đi ra ngoài và nhặt lại mấy cái tơ này nha, cái mạng nhện này nha. Rồi xong một bên khói rồi, giờ mình sẽ qua bên kia để làm thêm một phần khói nữa. Nhưng mà trước tiên làm phần khói thì mình sẽ bắt đầu trang trí ở bên trong một xíu nha. Thì mình sẽ đi vô bên trong nè, đặt một cái mạch so sánh ở đây, một cái cần gạt ở vị trí này và bật lên. Y như là cái buồng lái luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái này thì mình để trang trí thôi, chứ mình không có ngồi lên lái trực tiếp được ấy. Thật ra cũng hơi tiếc. Rồi và ở bên trong này mình sẽ thắp đuốc lên nha, để không thôi máy bay mà toàn zombie bay không thì thì tôi á phải có những cây đuốc lên nè, ở đây và một cây đuốc ở đây nữa. Rồi vậy là đầy đủ ánh sáng rồi nha. Mình sẽ đi ra ngoài nè, đặt lại ở vị trí này và ở đây. Xong và bên đây mình có nên gắn vào những cái cửa sập không ta? Mình định gắn vào đây là những cái cửa sập gỗ sồi ấy, nhưng mà thôi đi. Nhưng mà mình thấy cái khối kính này nhìn nó hơi ấy nhờ, mình có thể sử dụng những cái tấm kính được không ta? Mình thấy tấm kính thì chắc nó sẽ đẹp hơn á. Tấm kính nó đẹp hơn các bạn ơi. Mình nghĩ chỉ cái buồng lái là dùng cái khối kính thôi, còn mấy cái còn lại dùng tấm kính thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn nè. Được, vậy là mình sẽ sử dụng cái tấm kính ở những cái cửa sổ nha. Ở đây nè, rồi gắn tấm kính vào. Đây, ở đây và ở bên đây. Tấm thảm và tấm thảm. Nhìn lại một cái nữa nào. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Vậy là mình đã xong cái phần kính rồi, nhưng mà ở đây mình chưa gắn vào những cái item frame nữa, gắn vào luôn nha. Item frame ở đây nè, một cục tuyết ở vị trí này. Nhìn giống thiệt chưa? Wow, nhưng mà bên đây chưa có cái khói thôi, mình sẽ qua bên đây để trang trí luôn nè. Item frame đây và cái cục tuyết. Vậy là xong rồi. Yay. Máy bay có động cơ đàng hoàng luôn nha. Rồi và một cái ở phía sau nữa là xong. Như vậy thì chúng ta đã xong rồi, công việc còn lại của mình là trang trí thêm một cái cục khói ở bên cánh trái của máy bay nè, cũng như là gắn thêm một vài cái slab ở phía cạnh dưới của máy bay ấy, để nhìn cho cái máy bay nó đẹp hơn nha. Ở bên cạnh dưới này thì các bạn nên gắn một vài cái slab ở phía dưới ấy, để nhìn cho nó mỏng hơn thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ đi xuống dưới và ngủ một cái đi, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ hoàn thiện cái máy bay luôn nha. Mình đã ốp xong cái phần lườn dưới của máy bay rồi, bây giờ mình sẽ gắn thêm một cái cây Android ở phía trước của máy bay nữa, là chúng ta đã hoàn thành xong cái máy bay hiện đại rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bay lên một cái nữa nha. Và cái máy bay này chỉ thấy khi mà những cái đám mây bự ấy nó đi qua thôi các bạn ơi, như vậy nè. Chúng ta vẫn có thể thấy được cái máy bay ấy. Nhìn thích chưa kìa. Wow, tại nó cao quá các bạn ơi, thành ra nó hơi mờ. Nhưng mà thôi kệ đi, giờ mình sẽ bay lên nha. Bay lên nè. Chắc sau này mình phải chế tạo những cái pháo hoa thời gian bay là 3 rồi, để cho nó mạnh hơn ấy chứ gì. Mình thấy nó bay hơi yếu các bạn ơi. Rồi bay lên một cái nữa nè. Đáp lên đó. Rồi gắn cái Android vào phía trước máy bay nha, như thế này. Xong rồi các bạn ơi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái máy bay rồi nha. Có phần khói luôn nè, nhưng mà bên đây mình chưa kịp làm nữa, quên nữa ta. Rồi ok, không sao, trong thời gian giữa hai tập mình sẽ làm thêm một phần khói nữa, cũng như là kéo dài phần khói này ra tít ở đằng sau luôn nha, để nhìn cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Còn bây giờ chắc mình sẽ lượn vài vòng để cho các bạn ngắm cái máy bay này nha. Thích chưa? Rồi bây giờ cái công đoạn mà mình thích nhất đang chờ nè, đó chính là cái việc mình gỡ những cái dàn giáo này ra các bạn ơi. Cái hiệu ứng mà khi chúng ta đập những cái dàn giáo cao như vậy ấy, nhìn rất là đẹp luôn. Để bây giờ mình đập cho các bạn xem nha. Wow, nó rơi xuống quá trời kìa. Mưa dàn giáo các bạn ơi. Nhìn thích ghê luôn á. Nhưng mà hơi tốn thời gian để đặt xuống các bạn ơi. Kệ không sao, giờ mình sẽ gom hết mấy cái dàn giáo này nha, rồi chúng ta sẽ bắt đầu dọn đồ cũng như là làm công việc tiếp theo nha các bạn. Nó còn một vài cái trên kia kìa. Không sao, cái đó để mình dọn sau cũng được.
Ok, cảm ơn anh. Hiện tại ngôi làng của mình bây giờ rất là đông đúc luôn rồi. Ngoài ra nó còn xuất hiện thêm những anh golem này. Nó cái này là ngôi làng tự triệu hồi nha, chứ mình không có triệu hồi đâu các bạn ơi. Và hình như còn có mèo nữa hay sao á. Để mình tìm bé mèo coi, hồi nãy mình nghe tiếng mèo nè. Mèo đâu ta? Ủa đằng kia bé sói của mình. Mèo đâu rồi? Nãy mới thấy bé mèo á. Phiên bản mới hay thiệt luôn á. Tự nhiên mấy ảnh tự triệu hồi mấy anh golem này, còn triệu hồi ra mèo nữa. Để mình tìm bé mèo gấp mới được. Nãy mình mới thấy luôn nè. Ôi bé mèo trốn đâu rồi? Ô nãy mới thấy luôn á. Ô nhưng mà thật sự là có bé mèo nha các bạn. Để coi coi mèo có núp ở đây không nha. Ui mèo núp mất tiêu rồi. Ơ tiếng bé vẹt. Ô mèo đâu? Mèo ơi. Ui mèo núp mất tiêu rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, kệ, từ từ để mình tìm rồi mình thuần phục thêm nha các bạn. Tại vì hiện tại mình chỉ còn có một bé mèo thôi. Và hiện tại ngôi làng của mình ấy vẫn chưa có giếng các bạn ơi, thành ra trong ngày hôm nay chắc mình sẽ làm một cái giếng làng nhá. Và vị trí thì mình sẽ đặt ngay tầm này nè. Tại vì mình vừa dọn cái nút play YouTube qua bên kia rồi, thành ra rất là trống trải để chúng ta có thể xây dựng luôn. Và bây giờ mình sẽ đào xuống dưới khoảng 3 ô đi. Đó, 2 nè, 3 ô. Và kích thước là khoảng 3x3 nha các bạn. Mình muốn làm cái giếng cho nó bự bự một xíu ấy. 3 và ở đây nữa. Rồi sau đó mình sẽ ốp lại bằng những cái cục đá cuội nha. Đây, ở đây mình có một ít đá cuội nè, ốp vào. Đó, ở đây nè. Ui đào dư. Đào nhanh quá các bạn ơi, thành ra nó bị dư rồi. 1 2 3. Đấy, ốp đá cuội vào cũng như là bên đây nhá. Ngoài ra thì mình nghĩ các bạn nên gắn vào đây là những cái cục đá cuội đóng rêu ấy. Tại vì những cái cục đá ở dưới nước lâu ngày thì thường nó sẽ đóng rêu các bạn ơi. Mình muốn làm cho nó thực tế hơn ấy. Rồi mình sẽ ốp trước mấy cục đá cuội như bình thường đi, rồi một hồi gắn một mấy cục đá đóng rêu sau cũng được á. Rồi ốp ở đây nữa cũng như là ở bên đây. Đó, vậy là xong rồi nhá. Ngoài ra nếu được thì sau này mình còn sẽ làm một cái ngôi nhà đi ở phía dưới cái giếng này luôn nè. Đó, cũng khá là hay các bạn ơi, kiểu như nhà bí mật vậy. Đó, rồi và ốp ở phía dưới này nữa là xong. Đấy, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm phần máy của cái giếng nha. Ở đây bằng cái giếng thì mình sẽ làm phần máy kiểu sao ta, kiểu bốn hướng gộp lại như vậy nè các bạn ơi, thì chắc nó sẽ đẹp hơn á. Bây giờ mình sẽ random những cái cục đá đóng rêu nha. Ở đây và ở đây. Rồi gắn vào 1 2 3 4 5. Nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Ở đây một cục nè. Ở đây một cục nữa, cũng như là ở bên đây. Bên đây thì bị trùng rồi. Mà không sao đâu, kệ, gắn đi. Vậy là xong rồi nha. Giờ mình sẽ trèo lên một cái nè. Sau đó mình sẽ gắn ở phía trên ấy là vẫn là đá cuội nha các bạn. Tại vì thường thường cái giếng của dân làng ấy là có phần đá cuội viền ở phía dưới này, và tiếp theo là những cái hàng rào gắn ở phía trên. Hàng rào thì chắc mình sẽ cho nó lên cao khoảng 3 ô đi, để nhìn cho nó cao cao một xíu nha các bạn. Gì có quá bự không ta? Ok, chắc sẽ cho nó lên cao 3 ô đi. Kệ không sao đâu, bự thì đẹp thôi chứ có gì. Rồi gắn ở đây, ở đây và ở bên đây. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm phần máy nha. Ở đây thì là số lẻ, thành ra mình sẽ dễ làm phần máy hơn rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ trèo lên nè. Gắn vào đây là những cái slab bằng đá cuội. À không, bằng gạch đá nha các bạn. Đấy, slab ở đây. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ làm một cái chỗ giống như là mình đang múc nước vậy đó các bạn ơi. Một xíu nữa mình sẽ vào trong để chế tạo một cái vạc nha. Và đem thêm ít cái hàng rào bằng sắt nữa. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái phần múc nước luôn rồi đó. Mình sẽ nối qua đây, nối qua đây, nối qua đây, cũng như là ở đây. Ui, sai rồi, đập ra một cái nè. Và ở phía dưới giếng ấy thì chắc mình sẽ gắn vào là một cái cục đá phát sáng nha, để đảm bảo ở phía dưới vẫn có ánh sáng đầy đủ nha các bạn. Ở đây và một cục ở đây. Xong rồi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới xem cái nào. Ui, đúng không ta? Hình như đúng rồi đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ đập cái này ra nè, gắn vào đây là một cục đá phát sáng nha. Mình có nên làm giếng ở phía dưới này không ta? Gắn ở đây thì sao? Gắn dưới đây thì sẽ đẹp hơn nè. Ok, giờ mình sẽ gắn ở phía dưới nha. Rồi, và khi nào mình có farm thêm ít cái dây leo thì mình sẽ thay nhiều những cái cục đá đóng rêu hơn, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy các bạn ơi. Và ở những cái góc này để cho đẹp hơn, chắc mình sẽ gắn vào đây là những cái thân gỗ đi nhờ. Mình sẽ vào trong ấy để lấy một ít cái thân gỗ, cũng như là chế tạo một cái vạc luôn nha, để chúng ta làm cái giống như là cái gáo múc nước vậy đó các bạn ơi. Rồi, giờ thì vào trong để lấy cái vạc thôi. Vạc thì hình như mình cần sắt thì phải. Để xem nào. Sắt thì mình còn một ít ở đây nè. Chế tạo luôn. Công thức là như vậy. Ui cái này sẽ mỏ. Đây cái vạc đây. Đó, mình có cái vạc rồi. Giờ sẽ cắt vàng lại ở vị trí này. Và lấy một cái của mấy cái hàng rào đó. Đây hàng rào sắt nè. Và mình sẽ lấy thêm những cái thân gỗ.
Hàng gỗ mình có một ít ở bên đây thì phải. Đây, mình có khá là nhiều luôn. Rồi, ra ngoài và gắn vào thôi các bạn ơi. Một xíu nữa mình sẽ gắn tìm bé mèo mới được. Tại vì hiện tại mình còn có một bé mèo thôi. Mình sẽ thuần phục bé mèo đó. Tổng cộng là hai bé mèo và cho mấy bé nhân giống lên đây. Để không thôi mình không còn mèo để nuôi á. Mèo đâu mất tiêu rồi. Thiệt tình luôn. Rồi, giờ gắn mấy cái thân gỗ vào đây. Ui, cái này dùng cúp đào mới được. Ở đây. Ở đây và ở bên đây. À, và cái này chắc mình sẽ thay đổi một xíu các bạn ơi. Mình sẽ gắn vào những cái cầu thang thì sao nha. Mình định gắn những cái cầu thang ấy để mình thử nha. Mình thử gắn vào những cái cầu thang xem nó có đẹp hơn không cái đã. Ui, gắn gì thì có vẻ nhìn hơi kỳ. Nếu úp ngược lại thì sao? Đây, mình sẽ thử úp ngược lại như thế này. Úp ngược lại có vẻ đẹp hơn nè các bạn ơi. Nhìn nó sẽ bớt to đi. Chứ đặt những cái khối gì nhìn nó to quá. Đây, đây, đây. Cũng như là ở bên đây. Rồi mình sẽ chế tạo thêm được 10 cái nè. Rồi gắn vào đây thôi. Sau đó mình sẽ đặt cái kéo múc nước nha. Ở đây mình sẽ gắn một cái hàng rào xuống như thế này. Mình có thể gắn vào đây là một cục đá phát sáng cũng được. Để đảm bảo có thêm ánh sáng ở phía trên đấy các bạn ơi. Mà không cần phải cắm đuốc ấy. Rồi sẽ gắn thêm ở đây nè. Ở đây. Và một cái vạt ở phía dưới là được rồi. Vạt sẽ gắn vị trí này. Xong rồi. Giờ mình chỉ cần cho nước vào thôi các bạn ơi. Mà bây giờ mình sẽ đi lấy cái xô nước cái đã. Hình như mình còn, đây mình có 12 cái xô luôn. Wow, ta hồ một múc nước nha. Mình sẽ lấy khoảng 3 xô nước đi. Đó, 2 xô cho cái giếng và 1 xô cho cái vạt nha các bạn. 1, 2, 3, rồi. Và trong giếng thì chắc không có thả cá vào đâu. Giếng mà để múc nước thôi chứ không có nuôi cá nha các bạn. Hồ cá thì làm sao cũng được. Ui chết. Quên, cái này phải đè ship hay sao? Ui không được rồi. Bây giờ phiên bản mới thì mình phải đặt nước kiểu khác các bạn ơi. Mình phải đặt gì mới được nè. Để không thôi nó sẽ chảy ra bên ngoài cái cầu thang á. Ui chết, đặt nhầm. Lấy cái này xuống. Đặt nhầm các bạn ơi. Vậy là mình phải lắp đầy chỗ này rồi. Ui cái này chắc mình phải đập ra quá à. Mình đập xong, mình đặt nước xong mình mới gắn lại những cái cầu thang mới được các bạn ơi. Chứ giờ là không được rồi. Ok, chắc giờ mình sẽ đập ra nha. Và gắn vào những cục đất đi. Ui, nước nó không tràn. Nước không tràn ra ngoài luôn nè. Rồi, gắn đất vào. Đó, ở đây cũng phải gắn đất nè. Đất. Và ở bên đây nữa. Rồi, nước về mà nó không tràn ra ngoài ta. Để mình gắn ốp mấy cục đất này trước cái đã. Rồi sau đó đổ nước vào thôi. Cái này cũng có thể đào ra nè. Đào ra, đổ nước vào. Đây. Nó thành nước dinh cũ được một chỗ hay sao kìa. Chỗ này chưa thành nước dinh cũ à. Vậy mình cần phải lấy thêm 3 xô nữa các bạn ơi. Để lắp đầy cái hồ trước cái đã. Thiệt tình luôn á. Lần đầu làm gì. Nè, mèo nè. Đó, các bạn thấy mèo chưa? Mình có thêm bé mèo rồi. Vậy, một xíu mình sẽ thuần phục bé mèo đó nha. Và ở đây có một cái ô nước bị lỗi nè. Đó, mình sẽ đặt đất lại nè. Và múc nước. Bé mèo xám tệp màu với cái màu đá luôn á. Được. Để mình đổ nước gấp cái đã. Cho nước vào đây nè. Cho nước vào bên đây. Và một ô bên đây nữa. Ủa còn thiếu đâu ta? Hình như còn thiếu một ô chính giữa hay sao các bạn ơi. Hay là mình phải cho những cái tàu bè vào ta. Ok, để mình thử cho tàu bè vào các bạn ơi. Hiện tại thì nó chưa thành nước vĩnh cửu ấy. Để mình làm sao cho thành nước vĩnh cửu đã. Để cho nước nó đừng có chảy nữa. Nước chảy nghe róc rách hơi ồn một xíu các bạn ơi. Đây, mình sẽ lấy một tàu bè ra nè. Tại vì phiên bản mới này khi mà chúng ta cho tàu bè vậy và đập ra thì nó sẽ tạo thành một ô nước vĩnh cửu luôn. Không cần phải lắp đầy hết đâu các bạn ơi. Đây, mình sẽ xuống dưới và đặt tàu bè xuống nha. Đây, tàu bè nè. Đó, cho nó mọc cao lên. Đấy, thành nước vĩnh cửu hết nha. Ở đây nữa. Cái này có thể đập ra nè. Đó, mấy cái mình ấy xong mình có thể đập ra thoải mái các bạn ơi. Ở đây. Đập ra. Và ở bên đây nữa. Ui, hy vọng là nó thành nước vĩnh cửu nhanh nhanh cho mình mới được. Ui, mình hết oxy. Quên. Hết oxy nữa. Đó, nó thành nước vĩnh cửu rồi nè. Các bạn thấy hay chưa? Rồi. Và hiện tại mình thấy cái vạt nó hơi cao thì... Ủa, hơi thấp thì phải đúng không nhờ? Mình thấy cái vạt nó hơi thấp á. Để mình thử múc một xô nước coi. Ok, để thấp gì cục chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đâu các bạn ơi. Giờ mình sẽ đào những cái cục đất này ra nha. Và ốp vào đây là những cái cầu thang nha các bạn. Đó. Đây. Ở đây nè. Đó, không cho nước nó tràn ra ngoài luôn. Ở đây một cái, đây một cái, đây một cái. Và ở bên đây. Đó, đây là xong rồi. Tên. Vậy là trong ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái giếng làng rồi nha. Rồi.
và mình sẽ lượm lại những cục đất nè, và chúng ta sẽ lấy cái và thuần phục bé mèo luôn đó. Để trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bé mèo mới nha, và cho bé mèo đó vô nhà ở. Mình sẽ không để cho mấy bé mèo ở ngoài, nếu không thôi mình thấy rồi mình lại dẫn mấy bé đi nghịch nghịch với mấy con Reaper thì lại sẽ ra chuyện không hay nữa. Rồi lấy lại cái cái rương sugar luôn. Rồi ổn rồi nha. Ở đây chắc một xíu mình sẽ gắn vào một cục đá phát sáng các bạn ơi, để cho nó có thêm ánh sáng ấy. Rồi giờ mình sẽ vào trong ngủ một cái nha, để không thôi quái nó xuất hiện tùm lum thì khổ mấy anh dân làng của mình. Ngủ thôi. Ui bé mèo còn không? Ui bé mèo còn không ta? Quên nữa. Ui đừng có bỏ nha bé mèo. Ui bé mèo bỏ mình là thôi xong luôn á, mình không biết tìm mèo ở đâu luôn, tại vì mấy bé mèo gần nhà mình ấy là mình bắt về hết trơn rồi. Coi nào còn cá không? À đây mình còn cá tuyết sống nè. Cá tuyết sống chắc cũng thuần phục được á. Để coi bé mèo chạy đi đâu rồi, không biết đủ không ta. Ui bé mèo đâu rồi? Bé mèo ơi. Rồi bé mèo đi đâu mất tiêu rồi. Rồi luôn bé mèo đi đâu rồi? Ui mình định thuần phục hồi nãy, mình lo làm cái giếng làng. Rồi xong luôn, lạc mất bé mèo nữa rồi. Ui tiếc ghê luôn á, mình có đúng một bé mèo đó thôi à. Để thử đi xung quanh làng coi còn bé mèo nào không nha. Ui đây một anh golem nè, hai anh nè, ba anh nè. Ui bé mèo nè. Nè. Mi. Đi lại đây anh cho ăn cá nè. Mèo ơi. Anh cho ăn cá nè. Đừng chạy. Cá nè. Có bé mèo đâu rồi? Bé mèo như lại gần cái chuồng gà hay sao các bạn ơi. Ui đừng chạy mà, cá nè. Bé mèo hơi nhát các bạn ơi, nè, cá nè. Ui anh dân làng đi ra cho tôi. Ui anh đi ra cho tôi thuần phục bé mèo. Anh có thể đi ra được không? Mèo. Ui đừng. Ui bé mèo nhát quá các bạn ơi, anh dân làng này mình muốn đi thuần phục mà mình đâu có mua cá đâu. Ui anh ơi, anh hại tôi rồi. Nè mèo ơi. Nè, đúng rồi. Lại đây. Ăn nha. Nhầm. Được rồi, đi theo anh. Đây mình còn 5 con cá các bạn ơi. Mình sẽ nhân giống mấy bé mèo ra luôn. Rồi sau khi mình nhiều mèo ấy, mình sẽ dẫn bớt mèo vô làng ở nha. Rồi, theo anh nè. Như mèo tay le theo được thì phải các bạn ơi, mình thử đi xa ra coi. Theo như mình nhớ là mèo tay le được á. Mấy mèo rồi. Bay nhảy gì đây? Mèo tay le không được à? Không được thì mình phải dùng dây mình lôi ra rồi đó. Mấy mèo đâu rồi? Bé mèo đâu mất tiêu rồi? Ở đây nè, còn bé mèo nè. Đây còn bé mèo nữa. Ý, làng mình hai bé mèo luôn. Ui anh nhân làng làm bé mèo sợ rồi kìa. Ui anh nhân làng này thiệt tình, mình đang bắt mèo mà. Lại đây anh cho ăn cá nè. Lại đây. Lại đây anh có cá nè. Lại đây. Ui bé mèo được chơi cá hay sao rồi? Cá nè. Ui bé mèo được chơi cá các mọi người. Ui và bé mèo vàng của mình nó mất tiêu rồi ta. Ủa bé mèo vàng mình mất tiêu rồi. Đây nè bé mèo mình nè. Đi theo anh. Đây ra ngoài nè. Đi ra ngoài. Đúng rồi. Rồi đi qua cái chỗ này có bạn nè. Mình sẽ cho bé mèo này nhân giống với bé mèo phù thủy của mình. Để được thêm một bé mèo mới nha. Cẩn thận. Đúng rồi. Khôn đấy. Để không thôi đi đụng mấy cái quả mồng ngọt thì lại mất máu nữa. Rồi vô đây đông lắm nè. Vô đây. Rồi, đóng cửa lại, ăn vô một cái. Rồi. Tên tèn. Mình được một bé mèo nè, mèo con nè các bạn ơi. Ui, dễ thương cực luôn á. Đi vô, ngồi xuống. Rồi. Vậy gia đình mèo. Bé mèo con chắc mình sẽ làm cho cái dòng đặc biệt đi nha. Mình sẽ cho bé mèo con cái dòng màu xanh đi. Đó, dòng khác màu bố mẹ nó một xíu nha. Đây màu xanh. Rồi, vô nhuộm thôi. Rồi, vô nhuộm màu nè. Màu xanh. Có cái giọng màu xanh rồi. Ngồi xuống nha. Thích ngồi trên bàn chế tạo à. Wow, nhỏ nhưng mà thích ngồi trên bàn chế tạo các bạn ơi. Dễ thương ghê kìa. Rồi, thằng này lõm rồi nha. Ok, chắc bây giờ mình sẽ cắt đồ nha các bạn, rồi làm công việc tiếp theo nha.
Hiện tại thì mình có một ít cái ngọc lục bảo nè, và trong làng mình ấy thì có một anh dân làng thủ thư các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử trao đổi với ảnh coi để coi cái cấp độ cuối cùng ấy ảnh cho mình cái quyển sách gì nha. Hy vọng quyển sách đó chính là quyển sách Mending nha các bạn. Tại vì hiện tại mình chưa có quyển sách Mending nào hết trơn ấy. Rồi nè, một bé mèo nữa nè. Ở đây nhiều mèo ghê luôn nè. Thích ghê luôn á. Rồi đổi với ảnh coi. Ảnh có quyển sách chớp điện này, mình sẽ đổi những cái kệ sách trước đã. Đây đây, mình sẽ đổi được 1 kệ, 2 kệ, 3 kệ, 4 kệ, 5 kệ, 6 kệ. Đổi được 6 kệ hả? Rồi giờ mình sẽ đập cái kệ sách này ra để lấy một ít sách nha. Rồi chúng ta đổi cái quyển sách chớp điện luôn để cho ảnh mau. Anh giảm giá nè. Anh giảm giá nè các bạn ơi. Được, mình sẽ đổi 1 quyển nè, 2 quyển, đổi 3 quyển luôn đi. Lên cấp chưa? Hình như mình hết sách rồi, mình sẽ đổi thêm một lần nữa. Đây, cho anh lên cấp một cái. Đổi một phát một là mình hết. Mình hết tiền luôn rồi, mình hết còn có 3 emerald thôi. Ôi. Anh ấy quá à. Anh bán mắt quá. Ôi, anh bán gì là chết rồi. Anh bán cái quyển sách này 10 emerald với một sách ra được quyển gây cháy. Quyển gây cháy thì rất là cùi luôn, không có xịn. Ôi, anh bán đồ cùi bắp quá à. Mà thôi kệ đi, lỡ đổi thì chịu chứ sao giờ các bạn ơi. Để coi mấy anh này đổi gì nha. Anh này thì đổi ngọc lục bảo lấy cá. Thôi, bán mắc quá. Anh này thì đổi chỉ. Được nha. Để sắp tới mình tìm một cái spawner của nhện này, mình thử làm mấy farm nhện xem rồi mình đổi những cái emerald nè. Anh này chưa có nghề hả? Anh này thất nghiệp rồi. Nghề ngủng gì mất tiêu trơn rồi. Để sau này mình tạo nghề cho hai anh này sao cũng được. Còn anh này thì sao nào? Anh này thì tiếp tục là đổi chỉ. Anh này đổi than nữa. Vậy là mình có thể đào than ấy để đổi với anh này cũng khá là tốt nè. Và mình nhớ có một anh thợ công cụ thì phải đúng không ta? Ủa, có một anh thợ công cụ đã mất tiêu rồi. Mấy này toàn là đổi chỉ không à. Mấy này là ngư dân hết trơn ấy các bạn ơi. Như vậy trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng trao đổi hết với mấy anh dân làng này, cũng như là dạy nghề cho mấy anh dân làng thất nghiệp này. Để không thôi trong làng mà không có nghề cũng như kỳ lắm. Là sắp tới mình sẽ gán dạy nghề cho ảnh nha các bạn. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một cái máy bay ở xa xa trên trời kìa. Làm được cái giếng làng nè, cũng như là mình đã thuần phục thêm được một bé mèo và cho nhân giống bé mèo đó lên rồi. Và trong thời gian sắp tới, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm những cái gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.